Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Richman có model là D03X. Đây là một trong những cái chiếc đầu CD cao cấp đến từ thương hiệu lừng danh của Nhật Bản. Dòng đầu CD Richman đời chữ ký này là với Acouphay là một trong những cái thương hiệu đứng đầu tại Nhật Bản và thị trường Việt Nam được rất nhiều anh em ưa chuộng. Chiếc đầu CD này hàng về trong tình trạng là đẹp như mới. Rất là mới, không có một điểm trừ nào cả. Với cái thiết kế mặt mặt trắng silver. Và đây là cái phần khay đĩa. Và đây là cái nút ra vào cửa băng. Cái phần cơ của này thì rất là êm ái. Rất là êm ái và mượt mà. Và cũng như những chiếc đầu khác đều có những các nút tinh chỉ cây, các nút chỉnh như là top hay play hay là neck bài lùi bài, nó như một chiếc đầu từ CD thông thường khác. Ngoài ra con này còn có cả giải mã nhé, giải mã DAC rất là hay. Đây là cái đường digital in, là cái đường tín hiệu đầu vào đó. Đây là các bác dùng và có thể nghe nhạc qua điện thoại, qua một cái nguồn nhạc khác. Và em sẽ test đi, em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ mới của chiếc đầu này. Đây là cái lắp phía hông. Đó, cực kỳ là mới luôn. Trắng như bông bưởi. Đây là cái phía sau của chiếc đầu CD Richman D03X. Dòng D03X này với cái công suất của nó là 16W Made in Japan và con này sản xuất năm 2020 các bác nhá. Mới sản xuất năm 2020. Nên là các bác dùng thì tuyệt đối yên tâm rồi. Và dòng này còn có một cái tính năng là chạy DAC. Các bác có thể kết nối đường quang từ TV xuống đây, Optical 1, và ngoài ra còn có cả USB. Đó, rất là tiện lợi khi các bác dùng Coaxial. Và đó, đường đồng trục, đường out và đường in. Đây các bác dùng TV các bác cắm vào đường quang đây, hoặc USB các bác cắm vào đây. Đó, rất là tiện lợi. Và ngoài ra còn có Lux CA và XLR. Rất là mới luôn. Đó, và em quay phía ngoài các bác xong bắt đầu là em sẽ mở cái lắp và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng cảm nhận cái mức độ đẹp của chiếc đầu này, mức độ mới của chiếc đầu này. Đó, đây là một trong những cái chiếc đầu CD thuộc thế hệ đời mới rất là hay. Và một lát nữa em sẽ mở cái lắp ra và giới thiệu toàn cảnh cho quý vị và các bạn cùng nhìn ngắm cái ruột máy nó xem nó có mới hay không. Và bây giờ em sẽ test qua cái phần đĩa để các bác cùng trải nghiệm. Vâng, em đã kết nối đĩa và bây giờ em test Vâng, đây là cái khiển zin theo máy của chiếc đầu này. Đó. Và đây là cái dây nguồn. Đó, dây nguồn là có logo Richman đây.
À, đọc rất là tốt luôn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em trải nghiệm cái phía bên trong máy của chiếc đầu CD này, xem nó có mới như thế nào và xem nó thiết kế như thế nào nhá. Vâng, em đã tháo cái lắp của chiếc đầu CD Luxman ra và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cũng như cùng nhìn ngắm cái mức độ mới của chiếc đầu này. Đây là một trong những cái chiếc đầu CD rất là hay. Đó. Mặt trắng như bông bưởi và gần như là mới tinh luôn. Đó. Đây là cái phía hông và một lát nữa em sẽ quay cái phía máy cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đó. Quá mới luôn. Chiếc đầu này sản xuất năm 2020. Đó. Và tích hợp giải mã rất là hay. Đó. Và bây giờ cái phần quan trọng nhất xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái máy móc của chiếc đầu CD Luxman D03X này. Rất mới, mặt trắng như bông bưởi. Ôi. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc cái ruột máy của chiếc đầu CD Luxman D03X này. Nói chung là như mới tinh luôn. Đó, chưa có một dấu vết hay là đụng chạm gì cả. Đây là cái phía nguồn và còn bọc cả cái đồng đây. Đó. Đây là cái vỉ điện, cái vỉ nguồn. Đây ốc kia còn gần như là chưa có một vết chạm nào cả. Đó, có chữ Luxman đây. Rất là mới. Dùng những chiếc đầu CD đời mới này thì các bác tuyệt đối yên tâm rồi. Là gần như là không bao giờ có cái chuyện mà bị lỗi cái nọ lỗi kia được. Đó, tất cả vị đều có chữ Luxman đây. Đó, mới, rất mới luôn. Đó. Nói chung là nhìn những cái đồ của Nhật này thì luôn luôn rất là sướng mắt. Đó. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.